và tặng quà trong đời sống cần có một tâm lòng đặc biệt khó khăn để làm riêng gì cái ngoài cái em biết không ra thì để gió nhẹ cuốn đi để gió cuốn đi cho mây qua dòng sông ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông ôi trái tim đang bay theo thời gian. Hôm nay là ngày 3 tháng 12 âm lịch, như vậy chúng ta chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết. Chúng tôi là một nhóm bạn hừng sáng ở thành phố Đà Nẵng. Hàng năm có cần có một tiếng cười chia sẻ cùng cộng đồng. Hôm nay chúng tôi có duyên với Bình Định Nam, cho nên chúng tôi đã đến đây với những món quà rồi nước tấm lòng cuốn mong bà con có một tiếng mùa xuân ấm áp rồi nước xuống nhìn suốt một mối tình, chị lắng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hó tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ trong trời gió lên và tiếng hót tan trong trời gió lên.